Truyện tranh Trạng Quỳnh bản màu giới hạn, tập 285, Của Trời Không Cho. Bếp sếp, mày tính ăn trộm gà hả? Đừng có la, lát nữa tao cho mày ăn ké. Không thèm ăn gà cắp, thôi ngay đi. Sao lại thôi, ăn cắp con gà tội có lớn đâu. Chủ nhà ơi, có đứa ăn cắp gà. Đứa nào ăn cắp gà? Thằng bếp sếp ăn cắp nè. Mày xúi tao ăn cắp? Thằng này. Cả hai đứa mày đều ăn cắp, chết hết với tao. Khỉ, tao xúi mày hồi nào? Hề, chết chùm cho vui. Chạy lẹ đi, vút. Hai đứa mày có chạy lên trời hay chui xuống đất thì tao cũng theo. Chạy lên núi. Ổng cũng chạy theo kìa, phen này thì khó thoát. Xuống đây, ổng không leo xuống được đâu. Tao không dám leo xuống. Không leo xuống thì ở đó ăn rồi mày của ổng đi. Mày chết với tao, rồi mày của tao đánh chết trâu đó. Chờ tao xuống với. Tao mà không kẹt cái bụng ông địa này thì tụi mày chết với tao. Thoát. Chưa thoát đâu, mày chết với tao. Dám nói tao là đồng lõa ăn cắp với mày. Ói, ói. Tao không thua đâu, ăn đá nè. U đầu tao rồi, sao mày ném cục đá to dữ vậy? Làm như tao ác lắm vậy, tao ném cục đá nhỏ xíu à, để tao lượm lại cho mày xem. Nè, cục đá nhỏ xíu nè. Hả? Một viên ngọc. Viên ngọc của tao, trả cho tao. Của tao, trên viên ngọc có khắc chữ Quỳnh nè. Xạo xạo, thấy tao không biết chữ nên mày đọc xạo phải không? Khỏi dành, có cả đống kia. Ồ, ngọc ngà châu báu nhiều quá. Món nào cũng có chữ Quỳnh cả, tất cả là của tao. Sao, sao? Tao đâu có sao. Trên mấy cái rương này có chữ bếp sếp là của mày đó. Cái rương là của mày, châu báu ở trong rương là của tao. Lấy cái rương để chọn tao hả? Sao mày chơi khôn quá vậy? Tao không chịu. Ha ha, tao giàu rồi. Mày nghĩ cái gì trong đầu vậy? Mày định thủ tiêu tao để chiếm trộn kho báu hả? Tao đang tưởng tượng tao sẽ là một ông nhà giàu. Tao mướn mày về làm đầy tớ cho tao, đã thiệt. Còn lâu, mày mà giàu tao sẽ làm ăn trộm, lấy sạch của cải của mày, he he. Không giỡn nữa, để tao tính cách nào đưa kho báu này về chia cho người nghèo. Kho báu này do tao với mày tìm ra, tao lấy một nửa, mày một nửa. Nửa của mày mày muốn chia cho ai thì chia, còn nửa của tao thì tao lấy trộn. Muốn lấy trộn cũng phải tìm cách lấy an toàn. Là hoàng mà biết được thì hoàng lấy hết đó. Ừ, mày nói đúng. Hoàng tham lắm, ổng sẽ lấy sạch. Tìm cách đừng cho ổng biết. Tao chưa nghĩ ra cách. Tạm thời che kho báu này lại, không cho ai thấy. Kiến rồi đó, không ai thấy đâu. Nghe lệnh, trong thời gian tao chưa tìm ra cách lấy kho báu, thằng Trần Văn bếp sếp không được bếp sếp cho ai biết về kho báu, rõ chưa? Chưa hứa được, còn tùy thời tiết. Trời nóng tao hay nổi cơn bếp sếp lắm. Cho tao lấy một viên ngọc, tao sẽ không bếp sếp. Ừ, lấy đi, lấy viên ngọc ngậm vào miệng cho khỏi bếp sếp. Bếp sếp là ưu điểm của tao, không có bếp sếp chắc tao chết sớm. Bếp sếp lại làm cỏ cho nhà tao, cha tao cho tiền. Quậy dĩ vãng đi, tao giàu rồi, không đi làm thuê nữa. Xì, tướng của mày suốt đời cay đắng, kiếp sau cũng chưa chắc giàu. Không tin hả, xem nè. Ngọc ở đâu mày có? Tao không bếp xếp, tao lượm, được chưa? Ngọc giả, người ta vứt nên mày mới lượm được. Tức ghê, không bếp xếp nó không tin. Vẫy cái tay ngựa của mày lên mà nghe nè. Tao với thằng Quỳnh tìm được một kho báu trên núi Cô Ba. tao sẽ giàu hơn nhà mày. Sao? Tao thấy nó có vẻ là ngọc thật, đưa tao xem. Ngọc thật, chắc nó tìm được kho báu thật. Tao tin là mày, đây là ngọc thật, thằng kia dốt nên không biết. Tao mua viên ngọc này với giá 10 đồng, về nhà tao lấy tiền. Viên ngọc là thật nhưng mày xạo quá. Con xạo chỗ nào? Xạo cái chuyện kho báu, tìm được kho báu mà lấy có một viên ngọc, bọ chát mới tin mày. Con nói thiệt đó, con với thằng Quỳnh tìm được kho báu nhưng chưa có cách đưa về. Không tin ông hỏi thằng Quỳnh đi. Cốt Bịch. Sao đại phú hộ bếp xếp lại ở trong nhà tồi tàn thế này? Thưa ông đại phú hộ bếp xếp, ông đang ở trong sầu huyệt của đảng cướp nhân hậu. Hứ, cướp mà nhân hậu. Đại phú hộ bếp xếp dẫn ta tới kho báu. Thằng Quỳnh không cho dẫn. Không dẫn tao sẽ biến mày thành thái giám à. Đè nó xuống, xéo. Ê, đừng có xéo. Con không muốn thành thái giám đâu, để con dẫn đi. Hít, không nghe lời thằng Quỳnh, bếp xếp làm chi cho khổ thân. Bẩm quan, thằng bếp xếp nhà con bị cướp bắt cóc rồi à. Cướp bắt con ông làm chi? Vịn vào đâu mà ông biết cướp bắt cóc nó? Bẩm, con lý luận à. Hứ, nghèo mà cũng bày đặt lý luận thế nào? Bẩm, thằng bếp xếp có đem về nhà một viên ngọc to lắm. Nó nói nó cùng thằng Quỳnh tìm ra một kho báu. Con nghĩ bọn cướp bắt cóc nó để bảo nó dẫn đi tìm kho báu à? Nó có nói kho báu ở đâu không? Bẩm, trên núi Cô Ba à. Về đi, ta sẽ đi tìm nó. Cù lần tìm ra kho báu mà đi báo quan. Có tiền động trời lắm. Ông à, thằng bếp xếp tìm ra một kho báu. Nó bị bọn cướp bắt dẫn đi tìm kho báu rồi. Làm gì có chuyện đó, tao không tin. Có đó cha à. Thằng bếp xếp có khoe với con một viên ngọc to lắm. Nó nói thằng Quỳnh cũng biết kho báu ấy. Có kho báu, thằng Quỳnh cũng biết. Ui da, đau chân quá. Quá đau chân. A vui, ui da. Chân ông bị làm sao mà ông rên kinh khủng vậy? Bị vịt cắn đau quá. Cẩm dùm tao về nhà đi. Mời ông lên kiệu hoa. Hề, thuốc mê đây. Bịch. Ông già Tám bắt được thằng Quỳnh rồi. Ông phú hộ Mùi, sao ông bắt con? Dẫn ta tới chỗ kho báu. Kho báu nào ạ? Thằng bếp xếp đã bếp xếp hết mọi chuyện rồi, đừng chối nữa. Trời đánh thằng bếp xếp, đúng là cái tật lớn hơn cái tuổi, không giấu chuyện gì được. Không chịu dẫn ta đi hả? Hơi đâu mà ông tin thằng bếp xếp, nó bếp xếp chuyện tào lao không hả? Mang dụng cụ tra tấn lên đây. Ta có cách tra tấn rất nhân hậu, mày sẽ phải thua thôi. Ăn hết nồi chè này cho ta. Úp, chè mặn chăng? Khè, chè nêm mắm. Chưa hết nửa nồi. Đè nó xuống, đổ chè vào miệng. Úp. Xua. Xua là cái gì? Là thua đó à? Tại chặt chè trong miệng này nó nói thua thành xua. Nó chịu dẫn mình đi rồi. Ông ác như ma. Hứ, cho mẹ ăn chè mà bảo tao ác. Nhốt nó vào kho, mai khởi hành. Chà, khó thoát đây, tìm cách xin cứu viện. Không có gì để viết thư cầu cứu, chắc bó tay rồi. Có quyển sách cũ, đọc cho đỡ buồn. À, có cách gửi thư rồi. Tìm từng chữ hợp nghĩa rồi xé ra, dán vào tờ giấy khác. Kêu đâu mà dán? Có kêu trời cho đây, 2 ngày không xúc miệng, dán là dính chắc. Xong lá thư, nhét vào quyển sách cột lại. Chú ơi, mày chú có theo ông phú hộ lên núi không? Có chớ, ông phú hộ nói ai đi theo sẽ được ổng chia kho báu. Làm gì có kho báu mà chia, tại tra tấn con quá nên con nhận ẩu, chứ không có kho báu nào đâu. Thằng bếp xếp nói tào lao mà cũng tin. Vậy là không có kho báu hả? Nếu có kho báu thì con đã khiêng về nhà chứ đâu có dại mà để lại trên núi làm gì. Mày nói có lý, không ai tìm được kho báu mà đi im một chỗ cả. Ngày mai chú cáo bệnh, đừng đi theo ông phú hộ. Chú ở nhà giúp con chuyện này sẽ có tiền. Chú đem quyển sách này lại tiệm nem của bà Quỳnh, đưa cho con Mắm. Chú bảo nó đưa cho chú 1 đồng. Bị bắt mà gửi sách cho nó chi vậy? Con hứa mua cho nó một quyển sách, không ngờ con bị kẹt ở đây. Chắc ở nhà nó trông lắm. Ở đây có quyển sách bỏ nên con gửi cho nó để nó khỏi trông. Ừ vậy đi, thà ở nhà mà có 1 đồng còn hơn mất công leo núi mà chẳng có đồng nào. Thằng Quỳnh gửi cho mày quyển sách, nó bảo mày đưa tao 1 đồng. Quyển sách cũ mềm này mà mua 1 đồng à? Ông Quỳnh đâu à? Tao không biết, đưa tiền cho tao. Tối qua tới giờ thằng Quỳnh không về, mợ nóng ruột lắm. Chắc nó gặp chuyện không may rồi. Mợ đoán là nó gửi thư trong quyển sách đó. 1 đồng đây à? Có gì trong quyển sách đâu. Có một tờ giấy rời lạ lắm, có nhiều chữ bị xé rời rồi dán lên tờ giấy này. Thư của ông Quỳnh. Ráp mấy chữ này lại thành câu có nghĩa. Gớm, ổng dán bằng keo gì mà hôi như mắm vậy? Ra rồi, câu ấy là cóc kho báu cô Ba Luyến. Hiểu rồi, ổng bị bắt cóc, đem lên núi cô Ba có kho báu, báo cho thầy Luyến. Có đường nào khác để lên đỉnh không? Đây là con đường độc nhất à? Tao không đi qua cầu đâu. Chả tao tên là Cầu, tao đi qua cầu là bất hiếu. Để tụi em kích bè cho đại ca qua sông. Mẹ tao tên là Bè, tao cũng không thể đi bè. Vậy là chỉ còn có nước lội qua thôi. Lội là tên tao, không lội. Vậy thì đại ca đứng đây, tụi em lên đó lấy kho báu. Tao khờ hơn tụi mày hả? Tụi mày lấy kho báu rồi trốn hết thì sao? Thôi để tao đi qua cầu, bắt hiếu tí cũng không sao. Nè kho báu nè. Ha ha, tìm được kho báu rồi, chia cho con tí đi. Con chỉ đường cho các ông lấy kho báu, chia cho con tí đi. Con nít có nhiều tiền sẽ hư, không cho, về đi. Tép tép. Cái miệng bếp xếp, nghèo cả đời, tao sẽ mua cái miệng khác. Quang tới, chỉ cho Quang lấy kho báu, chắc Quang sẽ chia cho mình. Quang ơi, kho báu ở đây nè, Quang nhanh lên kiểu đám cướp lấy hết. Nhanh lên. Không được động tới kho báu. Vì kho báu, quýnh luôn Quang. Da yeah. Ê, chơi cắn hả? Đại ca ơi, ông lính này to như voi vậy, đánh giùm em đi. Để ta. Vinh. Đại ca bay rồi, chạy. Hoan hô, Quang thắng rồi. Lại ta bảo nhỏ chuyện này. Bếp xếp theo tao. Chạy về nhà đi, lẹ lên. Vậy cháu Quang không chia cho con tí nào à? Quang chia cho mày cái rương để cho mày đó. Quang sai tao thủ tiêu mày để không ai thấy việc liên quan đến kho báu. Tao không nỡ giết mày, mày chạy lại đi. Vì cho báu ai cũng ác. Đếp xếp, dừng lại đó, đừng lên. Quang đã đánh bại đám cướp và chiếm kho báu rồi. Lên đó là Quang giết chết hết đó. Mắc bớ gì mà giết hết. Quang không muốn ai thấy việc Quang chiếm kho báu. À, vậy là có cách để hoãn bình, đợi thầy Luyến tới. Tôi công, Quang lấy kho báu rồi làm sao mà đoạt lại? Không đoạt lại hết kho báu nhưng có cách chiếm một nửa. Con có cách buộc Quang phải chia cho ông. Cho con 1 đồng rồi con sẽ nói. Cách nào, nói đi. Ông cho người hạ đầu cầu bên này xuống rồi làm thế này, Quang sẽ phải chịu thôi. Rồi, hạ đầu cầu rồi. Chờ Quang đưa kho báu xuống. Đi nhanh lên. Quan không khiêng gì thì đi nhanh được, chứ tụi con khiêng nặng muốn chết làm sao đi nhanh được. Hứ, cù lần, vàng bạc càng nhiều thì khiêng càng nhẹ chứ. Chết, cầu sập rồi Quan ơi. Út bự đâu, lội qua bên đó làm lại cầu. Ném đá đừng cho ổng làm cầu. Cốc cốc. Có một đám người bên đó ném đá không cho con làm cầu. Các người cản trở Quan thi hành công vụ hả? Muốn chết hả? Quân của triều đình sắp tới rồi, Quan cứ đứng đó đợi họ đưa về. Chết chết, quân triều đình mà tới thì họ sẽ thu hết kho báu, mình không còn gì. Để ta qua, ta sẽ chia phần cho. Vậy thì mời Quan qua đây thương lượng. Út bự, cõng ta qua sông. Mày chạy thật lẹ xuống chợ mua cho tao một ít bột nổi và ghé đình chôn cho tao một cái áo dài, nhanh đi. Để ta làm cầu qua sông, ta sẽ chia cho ông 1/3 kho báu. Một nửa mới chịu, 1/3 ít lắm, lính triều đình gần tới rồi đó. Ừ, một nửa cũng được, đồ tham lam. Hai đứa mình cùng tham. Xin Quan với ông tính lại cho kỹ à. Có thể là khi qua sông được rồi thì Quan sẽ giết hết phe của ông mình đó, mà cũng có thể người của ông sẽ phục kích đâu đó để diệt hết quân của Quan rồi chiếm trọn kho báu à. Thằng này có lý. Ông không tin ta, ta không tin ông thì làm sao? Còn có cách, mời thằng núi tới làm chứng, ai có ý lừa dối sẽ bị thằng phạt. Làm sao mời được thằng núi? Con quen với ổng, để con mời cho. Muốn con mời thằng núi thì kho báu này phải chia làm 3 phần, Quan 1 phần, ổng 1 phần và con 1 phần. Ừ, chia đó, đi lại lên đi. Phải câu giờ, đợi thầy Luyến tới. Có bột có áo rồi nè. Mày chạy về nhà đi. Nhớ chia phần kho báu cho tao với đó. Thằng núi tới tất cả quy. Thằng núi luôn tuyệt vời hả Quan? Ta chưa hề thấy thằng núi, không biết. Cho phép đứng. Thưa thằng Quỳnh đâu à? Ta đang nhậu với các thằng núi khác, nó mời ta tới đây làm chứng. Nể lời nó nên ta phải đi, nó phải ở lại trên đó thay ta nhậu với các thằng núi khác. Thằng Quỳnh coi vậy mà quen lớn ghê. Ta nghe thằng Quỳnh nói hai người nghi ngờ nhau trong việc phân chia kho báu. Ta sẽ tìm ra ai là người có ý lừa dối. Mỗi người ăn một cục đất này cho ta. Đất làm sao mà ăn, ghê quá. Không ăn thì ta không làm chứng và sẽ tịch thu kho báu luôn, khỏi ai có. Dạ, ăn liền, ăn liền. Rột, rột. Hi hi, Quan ăn đất. Ông nhà mình ăn đất, hi hi. Ngon không? Dạ ngon. Chẳng ông nào thành thật, đắc mần khen ngon. Đợi một chút, hễ ông nào có ý lừa dối thì cái bụng sẽ phình lên. Hả? Cái bụng ông phình lên kìa, ông có ý lừa dối ta. Cái bụng của Quan cũng đâu có khác gì cái bụng của tôi. Dân mà dám lừa dối Quan, Quan mà lừa dối dân. Binh binh bóp bịch. Dừng tay, nghe ta bảo. Cả hai ông đều có ý lừa dối nhau, ta phạt cả hai. Hai ông sẽ mang cái bụng trâu đó tới già. Xin thần tha tội, tôi không dám lừa dối nữa. Sao thầy Luyến lâu tới quá vậy? Thần có tha tội cho chúng tôi hay không mà im ru vậy? Muốn ta tha tội thì hai ông quỳ xuống, quay mặt vào nhau. Cái mặt thấy ghét. Lại nhau đi, vừa lại vừa nói tôi không lừa dối ông. Tôi không lừa dối ông. Chết, hết cách câu giờ rồi mà thầy Luyến vẫn chưa tới. Tôi không lừa dối ông. Lại lâu quá mà chưa được tha tội hả? Cứ lại chừng nào tao tha thì ta bảo thôi. Mệt quá lại không nổi nữa. Quân triều đình tới. Xỉu luôn. Ông nào đây mà gì hôm vậy? Dạ con đây à. Là thằng Quỳnh, mai sao tụi tao? Thầy Luyến không tới sao à? Hoàng Thi đâu có trách nhiệm về mấy chuyện này. Hoàng Thi báo cho ta biết để ta đi, chứ Quang đi theo làm chi? Họ báo đâu? Dạ bên kia sông à. Làm cầu đưa kho báu qua đây. Kho báu này là của triều đình nước Cao Ly. Họ chở kho báu đi qua vùng biển nước ta thì bị cướp, biển nên tấn công cướp hết. Họ có nhiều triều đình ta truy tìm nhưng không ra. Ta tịch thu kho báu để trả lại cho người Cao Ly. Tôi còng trắng tay. Không ai có gì hết, của trời không cho. Ha ha.